Nửa đoạn duyên. Tác giả Trang Miêu Bi. Tập 10. Mấy ngày hôm sau, Nhi vẫn đi dạy như bình thường. Mẹ con của Ly ở nhà Nhi tới nay cũng được 5 ngày. Nhi không biết tâm trạng con Ly nó ổn hơn chưa, hay nó đang cố giả vờ để Nhi thấy nó đã ổn. Nhưng một việc Nhi thấy rõ là nó cũng ăn được hơn, bớt khóc hơn. Thằng Đức từ hôm mẹ con nó đi cũng không hỏi thăm gì đến Bo. Bố mẹ nó cũng vậy. Chiều hôm đó sau khi tan làm, Nhi lái xe đi thẳng đến nhà của Quân để dạy học cho Lion. Lúc Nhi bước tới cửa thì gặp con Ngân. Con Ngân nó nhìn Nhi khó chịu. Nhà tao không có phải cái chợ, thích thì mày tới, không thích thì thôi đâu. Mày nói vậy là ý gì? Mày nhận lời làm gia sư cho con trai tao cái kiểu gì đó. Hai hôm giờ rồi, tới lịch học của thằng bé mà không tới. Nếu mày cảm thấy dạy được thì dạy, không dạy được thì nghỉ đi, để vợ chồng tao mướn người khác. Hai hôm giờ rồi, nhà tao có việc bận, tao cũng đã gọi điện xin phép rồi. Mày gọi cho ai chứ có gọi cho tao đâu. Mày đang dạy cho con trai tao, thì người mày cần xin phép là tao. Vậy tao là chủ cái nhà này, mày hiểu chưa? Con này nó đúng là bị điên rồi. Nhi biết nó không có thích Nhi dạy cho Lion, nên cố tình xin sự mà thôi. Nhi và nó đã 5 năm không có liên lạc, còn số điện thoại của nhau đâu mà gọi. Nhi trả lời thẳng. Tao không có số của mày. Nhưng nếu mày muốn tao xin phép chính chủ nhà thì cũng được thôi. Lần sau nếu nghĩ tao sẽ gọi điện cho Quân, anh ấy chắc cũng là chủ nhà chứ. Con Ngân nó nghe như vậy, tức đến nghiến răng. Mày! Đúng lúc này Lion từ trên lầu đi xuống, giọng thằng bé vang ra. Cô Nhi! Nhìn thấy thằng bé, những chuyện không vui của Nhi bỗng bay sạch sành sanh theo cơn gió. Nhi nở nhẹ nụ cười. Cô chào Lion! Con chào cô! Con Ngân nó nghe xong chợt quay sang nhìn Lion, không biết có phải nó đang tức sẵn Nhi rồi nên tức lây sang cả con của mình không. Nó quát. Lion, ai cho phép con xưng con với người ngoài? Mẹ nói làm sao, con chỉ được xưng con với ba mẹ, còn người ngoài xưng cháu đã là lịch sự lắm rồi. Nhi thật sự không hiểu sao nó lại có cái cách dạy con ngớ ngẩn và ích kỷ như vậy. Thằng bé đang vui vẻ nghe mẹ quát vậy, vẻ mặt bỗng trở nên yểu xìu. Nhi nhìn thương vô cùng mà không làm sao được. Vì đây là con của nó có quyền. Cuối cùng, để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Nhi chỉ có thể nói. Lion, cô trò mình lên phòng học nghe. Dạ. Thời gian cứ dạy trôi qua thêm một tuần nữa. Nhi vừa dạy ở trường, vừa dạy cho Lion, về nhà lại phụ con Ly săn sóc cho thằng Bo. Nên Nhi bận đến tối mắt tối mũi. Cuộc hẹn dùng bữa với Hưng đã gần nửa tháng rồi mà vẫn chưa có thực hiện được. Cuối tuần là sinh nhật của Hưng. Lần này Nhi không có từ chối được nữa, nên đành để mẹ con Ly ở nhà một tối, tranh thủ cùng với anh dùng bữa. Hưng ngồi gấp đồ ăn cho Nhi, cười nhẹ. Dạo này cô giáo bận quá phải không? Anh hẹn em khó hơn là hẹn tổng giám đốc rồi đó. Mẹ con của con Ly nó đang ở nhà em, nó lại đang trong tâm trạng buồn bã, nên em mới ở nhà dùng bữa cùng với nó thôi. Vậy hả? Vậy thằng chồng của nó bữa giờ có nói năng gì không? Không anh à. Chừng này thì nó chỉ biết bồ của nó thôi. Nói xong, Nhi thở dài một hơi. Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc gì đó anh. May mắn gặp được người chồng tốt, không may mắn thì gặp người không có ra cái gì. Vậy theo em, nếu như cô gái nào gặp anh có được gọi là may mắn không? Tương lai em không có biết, nhưng hiện tại chắc chắn cô ấy là cô gái may mắn. Bất chợt Hưng đặt tay lên tay Nhi, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vậy tại sao em lại không muốn khước từ may mắn này? Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hưng, đôi mắt đó từ đầu đến cuối vẫn chứa chan một loại tình cảm vẹn nguyên. Nếu là Nhi của 6 năm trước, nhất định sẽ bị cái dáng vẻ chân thành này của anh chinh phục. Đáng tiếc là từ sau khi gặp Quân, trái tim cô đã đóng băng rồi, hoàn toàn không thể tan chảy trước người đàn ông nào. Nhi đang định rụt tay về,
thì ánh mắt của Nhi chạm phải tia nhìn sâu thẳm, lạnh băng, cách đó không xa, là Quân. Quân không chỉ đi một mình, mà bên cạnh còn có vợ và con anh nữa. Lion khi nhìn thấy Hưng và Nhi vui vẻ gọi, chú Hưng, cô Nhi. Nhi lúc này mới thu lại tầm mắt của mình. Con Ngân chủ động khoác tay Quân đi về phía này, niềm nở nó chào. Chú Hưng và cô giáo Nhi cũng dùng bữa tối ở đây hả? Hưng cười nhẹ đáp. Không ngờ lại gặp anh chị và cháu. Hôm nay anh chú rảnh nên cho vợ con đi đổi gió. Mà không mấy khi mình mới có dịp gặp nhau thế này, hay là mình ngồi ăn chung nha. Hưng và Nhi còn chưa trả lời đồng ý hay không, thì con Ngân đã cười tươi quay sang hỏi Quân. Được không chồng? Quân khẽ lướt mắt nhìn Nhi, gương mặt của anh không có bất kỳ cảm xúc gì. Hình như càng ngày anh càng biết cách che giấu tâm tư của mình, khiến người khác không có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng theo những gì mà Nhi biết về Quân, anh không phải là người tùy tiện ngồi xuống dùng bữa cùng ai đó. Chỉ là không ngờ vài giây sau anh lại nói. Cũng được, nếu như hai người không có cảm thấy phiền. Hưng nghe vậy cười cười. Đương nhiên là không có phiền rồi, anh chị ngồi xuống đi, em gọi phục vụ ra gọi thêm món nha. Con Ngân nó chủ động ngồi xuống ghế trước, ngồi đối diện Nhi. Lion ngồi ở giữa, Quân ngồi đối diện Hưng. Nhi để ý hành động này của con Ngân như là sợ Quân sẽ ngồi đối diện Nhi vậy. Một lát sau, phục vụ đem cái menu ra. Mọi người gọi thêm món. Nhi và Hưng đã gọi đủ rồi nên nhường cho gia đình của Quân. Quân dở cái menu ra từ trang đầu tới trang cuối, lại lật từ trang cuối về trang đầu nhưng không gọi được món. Hưng thấy vậy mới nói. Trong nhà hàng này em thấy có vài món anh thích đó, anh gọi thử xem ăn có ngon không? Nhi nghe vậy buột miệng. Đúng vậy, có món sườn cừu nướng rất ngon. Nói xong, Nhi mới nhớ mình vừa mới lỡ lời, vì đây là món Quân từng rất thích ăn. Quả nhiên, khi nghe Nhi nói, con Ngân nó liền nhìn Nhi với cái nhìn sắc lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại giả lả tươi cười. Cái món sườn cừu nướng ngày xưa, chồng tôi cũng rất thích, nhưng bây giờ hình như ảnh lại không có thích nữa rồi. Nói xong, con Ngân nó quay sang nhìn Quân, dịu dàng nói. Anh muốn gọi cái gì thì cứ gọi đi, em đều thích hết. Còn Lion nhà mình thì anh gọi súp tôm cho con. Quân không trả lời con Ngân. Sau đó anh gọi đại vài món, nhưng trong đó có cả món sườn cừu nướng. Con Ngân ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn phải cười. Nhìn nó diễn như vậy, Nhi thấy mệt giùm cho nó. Đang ăn, tự nhiên con Ngân nó quay sang nói với Lion. Lion à, con có muốn nhà mình có thêm thím không? Thím hả? Đúng rồi, vợ của chú Hưng thì con sẽ gọi là thím. Dạ, có. Hưng đang ăn cũng phải ho lên vài tiếng vì sặc. Làm gì có ai chịu lấy em đâu. Chị tưởng cô giáo Nhi đây là người yêu của chú. Cũng may trong miệng của Nhi khi đó không có gì, không thì cũng chết nghẹn. Đang yên lành, nó tự nhiên chuyển hướng sang Nhi và Hưng, rốt cuộc nó có ý gì? Hưng đáp. Nhi chưa có chịu em chị à. Con Ngân nó cười cười. Cô giáo Nhi, không phải tôi là chị dâu của chú Hưng mà tôi khen đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt, ai mà lấy được em chồng của tôi là hơi bị sướng đó nha. Nhìn chú như vậy thôi chứ tâm lý lắm. Đời phụ nữ mình không có gì sướng bằng lấy được người chồng tâm lý đâu. Nói đến đây, Nhi thấy ánh mắt của nó liếc nhìn về phía Quân như cái kiểu đang nhắc nhở anh cái điều gì đó. Từ đầu bữa ăn tới bây giờ, Quân đều im lặng. Khi nghe Nhi đang trịnh trả lời con Ngân, thì Quân bất ngờ lên tiếng nhắc nhở nó. Đó là chuyện của người ta, ăn đi. Con Ngân nó nhíu mày một cái, rồi không nói gì nữa. Không khí lại rơi vào cái trạng thái im lặng. Cũng may sau đó, người phá vỡ cái bầu không khí đó là Lion. Thằng bé vui vẻ nói rất nhiều. Hưng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Nhi. Em ăn đi, dạo này anh thấy em ốm hơn rồi đó. Dạ. Nói vậy thôi, nhưng Nhi không có tâm trạng nào mà ăn uống. Nuốt cái thứ gì cũng cảm thấy miệng đắng ngắt. Nhi tự nhủ, rõ ràng đã không còn liên quan đến nhau. Nhưng mà ngồi ăn cùng nhau trong cái không khí này, lại nhất là có vợ và con anh ở bên cạnh.
Nhi có cảm thấy chua xót cái kiểu gì đó. Ngồi thêm một lúc nữa thì Quân có việc phải đi, cho nên cả nhà ba người về trước. Trước khi về, con Ngân nó còn nói: cuối tuần sau là sinh nhật của Lion, vợ chồng tụi tôi nhân tiện làm kỷ niệm ngày cưới luôn. Hôm nay gặp cô giáo Nhi ở đây rồi thì tôi mời trước luôn nghe. Mời cô 7 giờ tối thứ bảy đến dự tiệc chung vui gia đình chúng tôi. Dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của người yêu cũ và người bạn từng rất thân sao? Từ đấy lòng cô bỗng xông lên cái cảm giác nhức nhối, mà chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người đứng trên sân khấu, một màn như lễ cưới tái diễn ra trước mắt, trái tim Nhi muốn ngừng đập. Nhi vốn định từ chối, vốn muốn nói hôm đó tôi bận rồi, nhưng Lion lại nhìn Nhi bằng đôi mắt to tròn và đầy mong đợi. Cậu ơi, cô thấy dự sinh nhật con nghe. Hưng tiếp lời: hôm đó anh sẽ đến đón em. Em sao? Không sao, nhưng em phải coi lại mình có bận cái gì không đã. Ừ, anh biết rồi. Sau khi gia đình của anh Quân đi được một lúc, thì Nhi và Hưng cũng ra về. Ngồi trên xe, Hưng nói rất nhiều, nhưng tự nhiên Nhi lại không có nghe lọt tai được câu nào. Tâm trí cô cứ như bay tận ở đâu. Mãi cho đến khi gần về đến nhà, Hưng hỏi thẳng mới khiến cho Nhi giật mình. Hôm nay em sao vậy? Từ lúc gặp vợ chồng anh trai của anh cứ thấy em thẫn thờ. Đâu có gì đâu, em bình thường mà. Bữa cơm hôm nay có anh chị ấy hay em thấy không có thoải mái? Không đâu anh, chắc tại em hơi mệt thôi. Dạo này em bận rộn quá à, làm cái gì thì làm, vẫn phải chú ý sức khỏe biết chưa? Dạ, em biết rồi. À quên, chúc mừng sinh nhật anh. Nói xong, Nhi lấy hộp quà của mình đã chuẩn bị sẵn, để ở trong túi xách đưa cho Hưng. Anh nhìn Nhi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Em chuẩn bị quà cho anh sao? Món quà nhỏ thôi mà, anh ngạc nhiên dữ vậy. Bất kỳ cái món quà nào mà em tặng anh đều là lớn hết đó. Cảm ơn em. Dạ. Lúc Nhi về đến nhà, thấy con Ly đang ngồi thu lưu một góc mà khóc. Đầu tóc rối bù xù, nhìn cái bộ dạng vô cùng tàn tạ. Thấy vậy, Nhi liền vội vàng hỏi. Ly à, mày sao vậy? Sao ngồi đây khóc? Con Ly ngước mắt nhìn Nhi, hai hốc mắt đỏ que. Để ý mới thấy hai má của nó cũng sưng đỏ như cái kiểu vừa bị ai đánh. Nó nức nở mãi mới nói nên lời. Chị ơi, nhà nó cướp bé Bo đi rồi. Nhi lặng người, đôi mắt ráo quảnh nhìn quanh ngôi nhà. Bây giờ Nhi mới để ý không thấy bé Bo đâu nữa. Nhi hỏi lại. Thằng Đức đến cướp thằng Bo hả? Dạ, cả mẹ của nó nữa. Nhi vừa mới đi chưa đầy 3 giờ đồng hồ mà đã xảy ra cái chuyện nghiêm trọng như vậy. Lâu chưa? Sao không gọi cho chị? Hai mẹ con nó tới bất ngờ quá, em chưa kịp gọi cho chị thì đã bị hai cái thằng đầu gấu giữ lại. Em giằng co một hồi rồi tụi nó đánh em nữa. Mẹ con nó còn nói từ bây giờ sẽ không bao giờ cho em gặp lại thằng Bo nữa. Lúc này Nhi bỗng gần như không có chịu nổi, cơn uất ức khiến cho cô chỉ muốn cầm dao đến tận nhà mẹ con nó mà sống chết một trận. Một thằng cha khốn nạn, một người mẹ mất hết nhân tính, loại người đã đi ngoại tình lại còn dám trắng trợn cướp mất con từ người mẹ, khốn nạn vậy là cùng. Nhi tức giận. Để tao đi sống chết với nhà nó, mẹ nó, cái lũ chó này. Con Ly nghe vậy vội vàng kéo Nhi lại. Chị ơi, đừng. Chị đi đến bây giờ không phải giải quyết được cái gì đâu. Cẩn thận, chị lại còn bị đánh quan như em đó. Vậy không lẽ cứ để nó cướp thằng bé đi như vậy sao? Em không biết nữa. Nhưng hiện bây giờ tốt nhất là chị đừng có tới. Để yên qua đêm nay rồi mai tính chị à. Nhà nó bây giờ khốn nạn lắm rồi. Nói lý lẽ cũng không có được đâu. Chị biết tụi nó thuê cả xã hội đen là đủ hiểu rồi đó. Lời con Ly nói không phải là không có lý. Nhi dù sao cũng là thân đàn bà con gái chân yếu tay mềm. Riêng đối đầu với thằng Đức, Nhi đã không đủ sức, chứ đừng nói chi cả gia đình nhà nó. Đêm hôm cũng đã khuya, lỡ không may có chuyện gì thì chỉ thiệt thân. Nhi cố gắng hít một hơi thật sâu để kìm nén nộ khí. Chị biết rồi, thôi mày lên giường ngủ đi, chuyện này ngày mai tính. Con Ly nó ngồi khóc mãi, mới lết cái thân xác tàn tạ lên giường nằm. Nhi đi tắm rửa xong cũng lên giường nằm cùng với nó.
Giữa hai người không còn Bo nữa mà chỉ là khoảng trống vô hình. Con Ly nằm khóc rưng rức không dừng. Nhìn thấy nó như vậy, Nhi lại nhớ đến mình ngày xưa. Nghĩ thoáng qua thôi, tim cô đã như bị xé nát. Mỗi đứa con chính là khúc ruột của người mẹ. Xa con có ai là không đau đớn. Cái cảm giác mỗi giây mỗi phút trôi qua tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Nhi biết giờ phút này nó cái gì đi nữa cũng không có xua được cái cảm giác đau đớn trong lòng nó, nên đành im lặng để cho con Ly nó khóc. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nặng nề. Bất chợt con Ly nó quay sang nói với Nhi. Chị ơi, em nhớ cô Bo quá. Thằng bé chưa bao giờ xa em một giờ đồng hồ, chứ đừng nói là đến một đêm dài như này. Lúc nó tách thằng bé ra khỏi người em, thằng bé đã khóc rất nhiều. Đêm nay em chỉ sợ thằng bé không có ngủ được. Nước mắt của Nhi đã chảy dài xuống. Chị cũng nhớ Bo lắm, nhưng giờ phút này mày phải mạnh mẽ lên. Có mạnh mẽ thì mới giành lại được con. Yên tâm đi, chị tin ông trời có mắt lắm. Nhi nằm một lúc rồi cũng cố chớp mắt được một chút. Sáng hôm sau, cô phải cố mãi mới có thể thức dậy để đi làm. Lúc đến trường, Nhi muốn gặp riêng con Huệ để nói chuyện, nhưng sáng nay nó lại xin nghỉ dậy. Tan làm, Nhi phi xe thẳng đến nhà thằng Đức. Căn nhà hai tầng khóa cửa im lìm, người hàng xóm thấy Nhi liền hỏi. Cháu tìm ai? Dạ, tìm ông Quân và bà Đức, họ đi đâu hết rồi? Sáng nay ông bà đó đưa thằng cháu về quê rồi. Vậy chú có biết bao giờ ông ấy lên lại trên này không? Chú cũng không có rõ đâu. Dạ, cháu cảm ơn. Mẹ kiếp nó chứ, đồ khốn nạn thật mà. Cướp thằng bé rồi đưa thằng bé về quê luôn, trong thời gian đó để cho nó quên mẹ nó hay sao? Bà ta luôn miệng nói thằng Bo chắc gì đã phải con cháu của bà, vậy mà bà ta còn trắng trợn cướp thằng bé làm cái gì? Nhi không còn cách nào khác, đành phải lái xe về phòng trọ xem tình hình con Ly ra sao. Lúc Nhi về đến, thấy nó vẫn ngồi thu lu một chỗ mà khóc, tay ôm chặt mấy bộ quần áo của cô Bo. Hai ngày sau trôi qua cũng vậy, nó cứ như một pho tượng sống, biết rơi nước mắt. Lúc này, Nhi không thể đứng yên nhìn nó như vậy nữa. Cô sợ tình trạng này kéo dài, nó sẽ bị trầm cảm. Cô cố gắng tìm cách liên lạc với thằng Đức, nhưng không được. Nó không có nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của cô. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Nhi đến thẳng công ty nó đang làm để tìm. Nhi đứng trước cửa công ty rất lâu, rồi mới bước vào bên trong. Thật ra chuyện gia đình của Nhi cũng không muốn làm ầm lên, nên chỉ muốn tìm gặp thằng Đức nói chuyện tử tế. Nhi hỏi một người nhân viên ở trong công ty. Chào cô, cho tôi hỏi trưởng phòng Hoàng Anh Đức có ở trong công ty không ạ? Người nhân viên nhìn Nhi một lát rồi mới trả lời. Trưởng phòng Đức đang họp, chắc 10 phút nữa là xong đó. Vậy cảm phiền cô, trưởng phòng họp xong thì chuyển lời giúp tôi là có người đến tìm. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều. Nhi ngồi chờ thằng Đức ở cái ghế dưới sảnh công ty. Ngồi chờ đến 15 phút sau thì thằng Đức mới có mặt. Vừa nhìn thấy cô, nó đã tỏ vẻ đầy chán ghét. Nhưng có lẽ đây đang ở trong công ty nên nó dẫn đi tới nói nhỏ. Điên hả? Mày đến tận đây tìm tôi? Phải, tao đang điên đó. Nếu mày không muốn những người trong công ty biết bộ mặt khốn nạn của mày thì ra ngoài nói chuyện với tao. Thằng Đức liếc mắt nhìn xung quanh rồi bước đi trước. Nhi và nó đi đến một góc vắng gần đó. Cô đặt thẳng vào vấn đề. Thằng Bo đâu? Mày có quyền gì mà cướp thằng Bo khỏi mẹ nó? Thằng Đức lúc này cũng không còn xưng chị em gì với cô nữa. Tao là cha của nó, tao có quyền. Mày mở miệng ra nói cái từ cha mà mày không có biết nhục hả? Tao tin chắc rằng cái thằng Bo cũng không có muốn có một thằng cha khốn nạn như mày đâu. Chuyện của gia đình tao, mày biết cái đất gì mà xen vô? Mày về mày nói với em gái của mày đi. Nếu biết điều thì sau này thỉnh thoảng ta còn cho gặp con. Nếu cứ cố chấp đối đầu với tao, thì từ nay tới chết cũng đừng có mơ nhìn thấy mặt con. Còn tao nói thẳng luôn nghe, cũng đừng có lôi pháp luật ra mà dọa tao được. Nếu ly hôn, tao sẽ giao con cho người có đầy đủ điều kiện kinh tế nuôi. Tất nhiên, người đó là tao rồi. Chứ còn em gái của mày thì có cảnh gì? Không nghề nghiệp, ngu dốt và ăn bám, thì tòa nào giao con cho nó? Nhi nhìn thằng Đức căm phẫn đến mức chỉ ước bản thân có phép thuật. Một ánh mắt thiêu rụi nó thành tro tàn. Loại đàn ông đã đi ngoại tình thì thôi, còn hèn hạ, giở trò bẩn thỉu,
thật là đáng khinh. Thằng chó, mày đúng là con súc sanh. Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai là súc sanh? Nói xong, chưa để Nhi kịp phản ứng, nó đã dùng tay tát Nhi một cái. Nhi bị bất ngờ, loạn trọn, xém té. Đến khi đứng vững, Nhi mới định thần lại mọi chuyện. Thằng chó này, Nhi điên tiết lao thẳng vào tát lại rồi rít lên. Thằng súc vật! Con mẹ mày, mày dám đánh tao nữa! Nhưng Nhi chỉ kịp tát nó và cào cấu nó vài cái, thì đã bị nó đẩy cho ngã sóng sòi ở dưới đất. Bàn tay cô cọ sát xuống đường bê tông, chảy cả máu. Nhưng lúc này cô không thấy đau đớn gì ngoài uất ức ra. Nhi vừa chống tay đứng dậy thì đã thấy thằng Đức nó ngã giật ra đất giống như cô. Khi hoàn hồn, Nhi mới ngước mắt nhìn lên thấy Quân đang đứng trước mặt mình. Thằng Đức đưa tay lau máu mũi rồi chửi. Con mẹ mày cái thằng nào? Sao mày dám đánh tao? Quân vẻ mặt lạnh tanh nhìn thằng Đức. Anh không trả lời ngay mà cúi xuống lau tay mình như thể vừa chạm phải vào cái thứ gì đó rất bẩn thỉu. Xong anh mới trả lời. Tao lại không có quan trọng. Quan trọng là tao ngứa mắt khi thấy mày đánh phụ nữ. Mày biết cái khỉ gì mà dám xen vào chuyện của tao? Ông mày thích. Thằng Đức đang định chửi thì khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quân, chắc biết mình không có phải là đối thủ của anh, nên sau đó nó không nói nữa mà lồm cồm bò dậy rồi cuông cúc đi khỏi như con chó cụp đuôi. Đối với sự xuất hiện của Quân ở đây, Nhi bất ngờ đến mức ngây người, còn quên mất mình phải đứng dậy. Anh quay sang nhìn Nhi, bàn tay bất chợt đưa ra trước mặt cô. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay đó, thấy Nhi chần chờ, Quân lên tiếng. Cô còn ngồi đó đến bao giờ? Nhi giật mình đưa tay nắm lấy tay anh để anh kéo mình dậy. Đã rất lâu rồi, Nhi không có được nắm bàn tay đó. Hóa ra cảm giác vẫn như lần đầu tiên, ấm áp và có chút gì đó xao xuyến ở trong tim. Mọi cảm xúc ùa về, vẹn nguyên như chưa từng có cuộc chia ly. Hai má của Nhi bất giác nóng bừng lên. Cảm ơn anh. Quân không trả lời. Anh cúi xuống nhìn vết thương trên tay của cô. Bất chợt vẻ mặt của anh trở nên trầm mặc và suy tư vô cùng. Thỉnh thoảng hàng lông mày anh nhíu lại. Cuối cùng, sau một hồi anh lắc nhẹ đầu như thể đang cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Trên xe tôi có thuốc sát trùng, lên xe đi. Nhi cúi xuống nhìn vết thương trên tay mình. Đang chảy máu nhưng không đến mức nghiêm trọng. Không cần đâu, tôi không có sao. Giọng anh vẫn kiên quyết trước sau như một. Lên xe. Tự nhiên Nhi thấy mình như bị anh điều khiển. Đứng trước anh, não bộ của cô như không thuộc về chính mình nữa. Cô theo Quân lên xe, anh chủ động nâng tay Nhi lên, sau đó anh lấy lọ thuốc sát khuẩn bôi xuống tay. Đầu anh hơi cúi xuống. Nhìn anh lúc này khiến sống mũi của cô cay xè. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về làm trái tim cô nhức nhối. Giữa những uất ức của 5 năm về trước hay hiện tại, hình như chỉ cần nhìn thấy anh, Nhi lại cảm thấy có chút bình an. Cảm giác đó ngỡ như ngày hôm qua thôi. Thì ra, khoảng thời gian 5 năm qua như nước chảy mây trôi, rõ ràng phải tự nhủ, phải quên đi. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập đau đớn. Xong rồi. Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm thẳng vào mắt của Nhi. Cô vội vàng cụp mi xuống tránh né cái nhìn của anh. Lần nữa, cảm ơn anh. Không có gì, tôi cũng không có rảnh để giúp người ngoài. Nhưng vì cô là cô giáo của con trai tôi, cũng có chút quen biết nên tôi giúp. Nghe Quân nói, tim Nhi bỗng lặng đi một hồi. Lý do rất rõ ràng và thẳng thắn nhưng lại như mũi kim xuyên vào trái tim của cô, dập tắt mọi mộng tưởng diễn dông của cô. Nhi cười khổ. Tôi biết rồi. Khi Nhi về đến nhà, con Ly đã không còn khóc nữa. Nhìn Nhi, nó liền hỏi. Chị vừa đi gặp thằng khốn kia hả? Ừ. Lúc này nó mới cúi xuống nhìn vết thương trên tay của chị, đôi mắt lại rưng rưng. Chị sao vậy? Có phải nó làm cho chị bị thương không? Chị không có sao. Mày đang uống gì chưa? Em không có muốn ăn. Thằng Đức vừa gọi cho em, giọng nó có vẻ rất điên. Đây đúng là cái nghiệp của em chị à. Ngày xưa nó đâu có vậy đâu. Ai mà biết trước được tương lai. Mày cứ nghĩ vợ chồng đến với nhau là duyên nợ cho nó nhẹ cái đầu đi. Con Ly nhìn Nhi, khóe môi mấp máy một hồi, hai hàng nước mắt lại tuôn ra chảy dài xuống má.
Sau cùng nó nghẹn ngào. Chị, em xin lỗi. Nhi thì nghĩ đơn giản là ngày xưa Nhi nói con bé nhưng nó không nghe nên bây giờ cứ luôn miệng xin lỗi. Thôi, không có cần xin lỗi chị đâu. Chị xuống bếp nấu cho mày cái gì ăn nghe. Khi Nhi vừa xoay người bước đi thì giọng nói con Ly từ sau vang lên. Chị Nhi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện quan trọng? Rốt cuộc là chuyện gì? Nhi quay lại nhìn con Ly, mặt nó đỏ lên, miệng lắp bắp dường như đang cố gắng lấy hơi để nói ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nhìn cái bộ dạng của nó lúc này lại càng khiến cho Nhi tò mò hơn. Có chuyện gì? Thật ra Bình An vẫn còn sống chị à. Hai mắt Nhi mở lớn nhìn con Ly, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt túm lấy tay của con Ly. Mày nói cái gì? Ly! Chị, em xin lỗi. Thật ra em không muốn giấu chị đâu. Bình An vẫn còn sống. Con của chị vẫn còn sống đó chị à. Còn sống? Hai tiếng này chấn động cái tâm can Nhi, khiến cả người cô rung lên. Nhi thẫn thờ. Thằng bé vẫn còn sống. Vậy nó đâu? Con Ly hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi. Nó vừa khóc vừa rung rung. Thực ra lúc đưa chị vô bệnh viện, bác sĩ mổ lấy thai ra ngay. Thằng bé sinh non nhưng được 2,5 kg. Sau đó được chuyển sang nằm lòng ấp bên bệnh viện Nhi. Trong thời gian chị hôn mê 3 ngày, chị Ngân đã trao đổi với em. Chỉ cần sau khi chị tỉnh dậy, nói với chị đứa bé đã mất, thì chị ấy sẽ cho em 500 triệu. Nói đến đây thì cổ họng của con Ly nghẹn lại, nét mặt thể hiện đau đớn như đang trở về cái sự việc năm đó. Nhi nhìn con Ly bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu một cách không có thương tiếc. Cái gì mà chỉ cần sau khi Nhi tỉnh dậy nói với Nhi đứa bé đã mất là nó được 500 triệu. Không biết phải mất bao nhiêu Nhi mới có thể tiếp nhận được cái sự thật. Cho nên mày vì 500 triệu nên đã lừa cả chị mày. Em xin lỗi, em thực sự là cái đứa quá khốn nạn. Nên bây giờ tất cả những gì xảy ra với em đều là do nghiệp của em từng gây ra đó. Mấy năm qua, chưa bao giờ em ngừng áy náy, ngừng nghĩ đến việc ngu dốt đó. Cũng chỉ tại vì khi đó em mù quáng, vì quá yêu thằng Đức, vì quá khát khao một gia đình trọn vẹn cho con mình, vì sự ích kỷ của bản thân, nên em đã đồng ý với chị Ngân. Khi đó, anh Đức chơi chứng khoán thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Nếu không có tiền trả người ta, thì người ta sẽ giết ảnh. Em không có biết sao chị Ngân biết chuyện này nên đã lấy tiền ra trao đổi với em. Nhi phải ấn ngực mình vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện. Bởi ngực của Nhi đang đau đến mức không có thở nổi. Những giọt nước mắt trong cô cứ vậy mà thi nhau tuôn rơi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với cô? Dù gì cô cũng là chị gái cùng chung một dòng máu với nó mà. Không lẽ trong lòng nó khi đó Nhi còn thua một người ngoài? Khoảnh khắc biết con Ngân phản bội mình, tim Nhi đã dở dụng. Giờ đây biết sự thật ngay cả đứa em gái mình cũng phản bội mình. Nỗi đau chồng chất, nỗi đau khiến cho Nhi bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sanh. Nó có biết 5 năm qua cô đã phải cố gắng thế nào mới có thể sống được hay không? Nó có biết nước mắt của Nhi rơi trong đêm tựa như đại dương mênh mông không? Nó có biết cái nỗi nhớ con hành hạ Nhi khiến cho Nhi đau thấu tận trời xanh hay không? Nếu như ngày hôm nay nó không có bị người ta cướp mất con, nếu như ngày hôm nay nó không trải qua cái cảm giác cô từng trải qua, thì liệu bí mật này sẽ được chôn giấu đến khi Nhi ngừng thở hay sao? Bàn tay của Nhi buông thõng xuống, ánh mắt nhìn nó đầy đau đớn và tuyệt vọng. Không trách sao mẹ của thằng Đức lại quay ngoắt thái độ với mày khi đó. Quá ra là mày giúp con trai bà ta trả nợ. Nhưng mày ác lắm Ly à. Mày là em gái của tao, tại sao mày lại ác với tao như vậy hả? Con tao còn sống, mà tụi mày nhẫn tâm lừa tao là nó đã chết. Tụi mày còn lập mộ cho nó nữa, tụi mày. Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn cứng. Các mạch máu trong toàn thân như bị bể ra hết. Con Ly vẫn vừa khóc vừa nói. Em sai, em xin lỗi, em sai rồi. Mấy lời nói xin lỗi của nó giờ phút này, Nhi nghe không có lọt tai. Trái tim cô như bị xé nát, sau đó bị chà đạp cho tơi bời.
nghĩ lại mấy lời thằng Đức từng nói với cô, bây giờ cô ngẫm mới thấy nó nói đúng. Sự thật này tàn khốc quá, tàn khốc đến mức Nhi ước Nhi chưa từng có một người em gái như nó. Sau vài phút khó nhọc hít thở, cô mới có thể lên tiếng. Vậy Bình An ở đâu? Con Ngân hiện bây giờ đang chỉ có một đứa con, mà đứa bé kém Bình An 1 tuổi. Đứa bé chị ta đang nuôi chính là Bình An đó, là chị ta cố tình làm giảm bớt 1 tuổi của thằng bé. Nhi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức hít thở không thông, cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên cái nỗi đau không có cách nào xóa bỏ. Nhưng hòa trong cái nỗi đau chính là niềm vui hạnh phúc bất tận, vì đứa con của cô dứt ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời này. Nhi lại nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé, không trách sao cô đã có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác yêu thương vô bờ. Hóa ra đó là cái thứ tình cảm thiêng liêng của mẹ con, dù ai cố gắng chia cắt thì cũng không có thể cắt được sợi dây tình cảm đó. Nhi nhìn con Ly một lần nữa, nhìn gương mặt của nó mờ nhạt trong dòng nước mắt. Máu trong cơ thể của cô cũng như đông cứng. Cô không biết nữa, tự nhiên giờ phút này cô không biết đối diện với nó ra sao. Sau tất cả những việc nó cùng với con Ngân làm với cô cần một không gian riêng để bình ổn lại tâm trạng. Chí ít là không phải nhìn thấy nó lúc này. Cuối cùng, cô xoay người lặng lẽ bước ra bên ngoài. Gió bên ngoài khiến cho mắt của cô cay xè. Đi đường một đoạn, cô không thể chịu được nữa mà ngồi xuống khóc nức nở. Ngồi đó, khóc không biết bao nhiêu lâu, sau lại lững thững đứng dậy bước đi tiếp. Trong vô thức, Nhi chỉ muốn đi tìm gặp con của mình, muốn ôm thằng bé vào lòng, muốn nói cho thằng bé biết rằng con ơi, mẹ mới là mẹ của con. Nghĩ vậy, Nhi đón chiếc taxi đến thẳng nhà Quân. Trời hôm nay âm u từ buổi sáng. Khi Nhi vừa đến nơi thấy có sấm chớp lập lòe trên bầu trời, ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ sừng sững trước mặt. Nhưng giờ đây cảm giác lại xa tận chân trời, cũng giống như con đang ở rất gần với cô, nhưng làm sao cô có thể chạm đến được với đứa con là cả một con đường dài dằng dặc. Thậm chí đi trên con đường đó là những bước đi trên những cái gai tua tủa. Bàn chân đang bước của cô chợt khựng lại, nếu như bây giờ gặp con, Nhi phải làm gì thì thằng bé mới tin Nhi là mẹ của nó. Và từ nhỏ đến bây giờ, thằng bé là do một tay con Ngân nó chăm sóc. Còn Quân nữa, anh đã mất đi hết phần ký ức về cô. Khi nói ra những cái chuyện này, liệu anh có cho rằng cô bị điên hay không? Con Ngân thì chắc chắn không bao giờ thừa nhận rồi. Đối với cái loại người như con Ngân, Nhi phải có bằng chứng rõ ràng thì mới đối chấp được với nó. Xét về pháp luật hay tình cảm thì bây giờ Nhi đều thua nó. Nó là vợ hợp pháp của Quân, là mẹ hợp pháp của Lion. Bởi vậy, trước khi muốn nhận lại con, Nhi phải có bằng chứng chứng minh Lion là con của mình. Mà lời nói của con Ly chưa đủ, ít nhất là tờ giám định DNA giữa Nhi và thằng bé. Nhi ngước mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà. Bình An ơi, bình an của mẹ, chờ mẹ thêm một thời gian nữa. Khi cô định xoay người bước đi, thì bất ngờ có tiếng Lion từ trong vọng ra. Con thích ăn cà rốt. Nhi vội vàng tiến lên vài bước, cả người đứng nấp sau gốc cây lộc vừng, ngó dù. Giữa ngôi nhà, Nhi thấy con Ngân nó đang đứng đối diện với Lion. Con Ngân dường như quát rất lớn, nên tiếng nói mới vọng ra rõ mồn một. Con đừng có bướng với mẹ, con ăn cũng phải ăn. Lâu nay mẹ chiều con nên con hư rồi đó. Mai mốt có thêm em, không ai chiều được con mãi đâu. Nhưng con không thích ăn mà mẹ. Cái gì mà không thích, từ nay cũng phải tập ăn cho thành thích. Một mình một sở thích, hư thân mất nết. Sau câu nói đó, Nhi thấy thằng bé không trả lời lại nữa. Không biết là có phải Nhi ác cảm với con Ngân hay không, mà Nhi cảm giác nó đối xử với thằng bé rất là hà khắc. Phải rồi, có phải con ruột của nó đâu mà nó xót. Nhìn con như vậy, lòng Nhi quặn thắt vì thương con mà không thể làm gì khác. Trên bầu trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa ào xuống như trút nước. Nhi chỉ mãi nhìn con nên dường như đã quên đi cái giá lạnh của gió hòa vào cái buốt của mưa. Từng hạt mưa rớt xuống như những nhát dao cứ thẳng vào từng thớ da thớ thịt. Rồi bỗng nhiên trên đầu Nhi không còn hạt mưa nào rớt xuống nữa,
mặc dù ngoài trời mưa tầm tã. Cô vừa mới xoay người lại, thấy Quân đang đứng che dù cho cô từ phía sau. Cô kinh ngạc nhìn anh, bỗng dưng hai mắt tối sầm lại. Mấy ngày nay, Nhi mất ăn mất ngủ vì chuyện của con Ly, vừa lại trải qua một cú sốc cộng thêm nước mưa ngấm vào người khiến cho cô choáng váng. Giọng Quân lạnh lùng vang lên. Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Nhi vừa mới mở miệng trả lời anh được một tiếng. Tôi... Thì bóng tối như thủy triều ập đến khiến cho cô ngã quỵ xuống. Cô không có làm chủ được bản thân, không còn biết gì nữa. Chỉ thấy hình như Quân ôm lấy Nhi, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh hai hốc mũi, rồi cô liệm hẳn đi. Không biết cô đã ngất xỉu bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Cả người cô đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô rồi. Nhi vừa định ngồi dậy thì giọng nói của Quân vang lên. Nằm yên đó đi, bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể nặng đó. Anh đưa tôi đến bệnh viện hả? Đúng rồi, trời mưa cô làm cái gì đứng trước cổng nhà tôi như một con thần kinh vậy hả? Rõ ràng bị anh chửi, nhưng sao cô lại không có cảm thấy tức giận hay buồn bực? Cô nhìn chằm chằm anh, cổ họng bỗng nghẹn ngào. Nhi muốn nói lắm. Nhưng mà phải khó khăn lắm Nhi mới có thể kìm nén được cảm xúc. Nhi lý nhí tìm đại một lý do. Tôi tình cờ đi qua thôi, trời mưa nên tôi trú tạm vào cái gốc cây. Cô đúng là thần kinh thiệt mà, trời mưa đi trú gốc cây. Nhi không muốn anh tra hỏi thêm nữa nên trả lời cho xong. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Khỏi cần cảm ơn, không cứu cô tôi chỉ sợ cô chết trước cổng nhà tôi lại phiền phức thôi. Nhi phải công nhận 5 năm không gặp, trình độ sát thương người khác bằng lời nói của anh càng ngày càng cao tới mức thượng thừa. Khi Nhi ngước mắt nhìn lên anh, chợt thấy anh né mắt đi nơi khác, nhiều lúc làm cho Nhi cảm giác như anh đã nhớ ra cô rồi. Sau đó Quân xoay người bước đi. Cô nằm một lúc thì điện thoại vang lên, rất nhiều cuộc gọi tin nhắn. Chị đang ở đâu vậy? Chị về nhà nghỉ ngơi đi, người đi lẽ ra phải là em. Nhi không trả lời tin nhắn của nó, cũng không trả lời cuộc gọi, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Nước mắt từ đâu kéo đến lại tự do buông rơi trên gò má. Sáng hôm sau, cô xin ra viện rồi về nhà thay quần áo tới trường. Lúc Nhi về không có thấy con Ly đâu, trên bàn ăn có một mâm cơm úp lòng bàn ngay ngắn, kèm theo một tờ giấy. Em biết chị đang rất giận em, nhưng dù thế nào chị cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình, đừng có bỏ bữa. Em nghĩ bây giờ chị không muốn nhìn thấy mặt em, nên em về quê với mẹ mấy hôm. Chị không phải lo lắng cho em đâu. Cảm ơn chị về tất cả. Cảm ơn chị đã đối tốt với em. Cảm ơn chị đã cùng em vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Một lần nữa em xin lỗi. Xin lỗi chị nhiều lắm. Con Ly nó về quê, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất, vì bây giờ Nhi vẫn chưa thể nguôi ngoai được những cái chuyện nó đã làm cho cô. Đau đớn nhất trên đời này chính là bị phản bội. Nỗi đau đó tăng lên gấp vạn lần khi người phản bội mình lại là người mình tin tưởng, là người mình hết lòng hết dạ, là người chảy chung dòng máu với mình. Thương càng nhiều thì giận lại càng nhiều. Nhi không biết bao giờ mới có thể tha thứ được cho nó. Còn bây giờ chắc chắn là không. Thời gian 2 ngày nữa lại trôi qua. 2 ngày này, Nhi mong chờ từng phút từng giây để đến lịch dạy học cho Lion. Hôm Nhi đến, con Ngân không có nhà, ngồi dạy học cho con mà nước mắt Nhi chỉ chực trào ra. Trước khi chuẩn bị ra về, Nhi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc con, sau đó len lén nhổ nhẹ một sợi tóc. Cô ơi, ngày mai sinh nhật con, cô có tới không? Lion muốn cô tới dự sinh nhật của con hả? Dạ. Thật ra, hôm con Ngân đó mời, Nhi không muốn tới, phần vì không muốn chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng kia, phần vì Nhi sợ đụng mặt ba mẹ của Quân. Nhưng bây giờ, biết Lion là con trai mình, Nhi không còn sợ gì nữa. Mấy năm con lớn, Nhi chưa được chứng kiến khoảnh khắc nào của con trong ngày sinh nhật. Mặc dù ngày mai cũng không phải là sinh nhật con là chàng trai tháng 4, nhưng con khốn Ngân đã biến con thành chàng trai tháng 8.
Con trai à, mẹ đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ thuộc về con sẽ trở về đúng quỹ đạo. Được rồi, cô sẽ tới. Vui quá, cô hứa rồi đó nghe. Ừ, cô hứa mà. Sau khi dạy học cho Lion xong, Nhi đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm DNA, đưa cái mẫu tóc của mình và mẫu tóc của Lion cho nhân viên y tế. Nhân viên nói Nhi 2 ngày sau sẽ có kết quả. Cô về đến nhà, thấy Hưng đã đang đứng ở cổng chờ. Anh rủ Nhi đi ăn và mua quà cho Lion. Từ miệng Hưng, Nhi được biết ba mẹ của anh đang ở nước ngoài. Nhưng bên đó đang có bão nên ngày mai không thể về kịp để dự sinh nhật Lion được. Nghe được tin này, Nhi nhẹ nhõm cả người. Tối hôm sau, từ 6 giờ tối, Hưng đã đến đón Nhi. Anh còn đưa Nhi đi trang điểm và chọn cho Nhi một bộ váy nhìn khá là quyến rũ. Mới đầu, Nhi không muốn cầu kỳ như vậy đâu, nhưng tự nhiên nghĩ đến những việc con Ngân nó làm với cô. Nhi lại muốn nó tức nổ đom đóm mắt khi thấy Nhi xuất hiện thật xinh đẹp trong bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn 5 sao. Lúc cô và Hưng đến đã thấy có rất nhiều quan khách. Tất cả hầu như là những người trong giới thượng lưu. Cô đưa mắt ráo quảnh nhìn xung quanh nhưng không thấy Lion đâu. Trong lúc Nhi còn đang thất thần tìm kiếm bóng dáng con, thì một người đàn ông đi đến. Nhị thiếu gia của Đông Quân hôm nay cuối cùng cũng dẫn bạn gái đến ra mắt với mọi người rồi sao? Hưng thuận theo đà đó, đặt tay lên vai Nhi, kéo Nhi sát gần anh Hưng. Anh thấy tôi và cô có đẹp đôi không? Nhi muốn đẩy Hưng ra, nhưng mà giữa chốn đông người, hành động đó sẽ khiến anh mất mặt, nên đành đứng yên. Đúng lúc này, Nhi ngước mắt nhìn thấy Quân đang ở cách một đoạn không xa. Ánh mắt anh tự hồ, anh và Nhi chỉ như là người xa lạ. Mà thật ra đối với anh bây giờ, thì Nhi cũng chỉ là người xa lạ thật. Cô chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt của anh đã quay đầu đi hướng khác. Giọng người đàn ông kia vang lên như kéo Nhi về thực tại. Rất đẹp thôi, đúng là trai tài gái sắc. Dạ, cảm ơn anh. Sau đó Hưng dẫn Nhi ra một góc bàn. Cô ngồi thẳng người, cố nới rộng khoảng cách với Hưng. Một lúc sau, con Hưng nó xuất hiện cùng với Lion. Hôm nay, nó mặc bộ váy cúp ngực màu trắng, để lộ ra dòng một vô cùng quyến rũ. Nó nhìn cô cười cười. Cô giáo, cảm ơn đã đến dự bữa tiệc cùng với vợ chồng tụi tôi. Nhìn nó tay nắm chặt tay Lion, lẽ ra bàn tay đó phải là bàn tay của cô. Giờ khắc này, cô hận, không thể đem ly rượu trước mắt mà hất thẳng vào khuôn mặt giả tạo của nó. Nhi âm thầm nhẫn nhịn, vẻ mặt tỏ vẻ bình thản, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của nó. Nụ cười trên môi của nó càng lúc càng đậm, sau đó nó vui vẻ trò chuyện cùng Hưng và mấy người đứng xung quanh. Còn nụ cười của Nhi càng lúc càng nhạt đi, chỉ mình Nhi biết được cứ phải nở nụ cười giả tạo là việc chán ghét đến cỡ nào. Khi bữa tiệc bắt đầu, bánh gato được đẩy ra, Quân và Cao Ngân đã đứng cùng với Lion ở trên sân khấu. Ánh đèn neon chiếu rọi thẳng xuống thân hình của cả ba. Nhìn cảnh tượng lúc này, quả nhiên giống như một gia đình hạnh phúc bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Lion, miệng Nhi cũng lẩm bẩm hát theo. Mỗi câu hát vang lên, trái tim của Nhi lại nhói lên. Cảm xúc của một người mẹ chứng kiến ngày vui của con mà lại không có thể nói 3 tiếng mẹ yêu con, nó chua xót lắm. Nhi cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách nhấp môi một ngụm rượu vang. Khi Nhi vừa mới đặt ly rượu xuống bàn thì đột nhiên tiếng con Ngân nó vang lên. Hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người đến dự bữa tiệc ngày hôm nay cùng với vợ chồng chúng tôi và gửi lời tốt đẹp nhất đến con trai tôi. Tiếp theo chương trình, tôi muốn mời một người tôi rất yêu quý lên sân khấu. Cô giáo, con trai của tôi, cô Tiểu Nhi. Ánh mắt của con Ngân hướng về phía Nhi làm cho tất cả mọi người cùng đồng loạt hướng về phía này. Ánh đèn neon chuyển hướng rọi thẳng lên thân hình của Nhi. Nhi tròn mắt nhìn con Ngân, không biết nó định giở trò gì đây. Thấy mọi người nhìn mình quá lâu, Nhi không có cách nào khác, đành lững thững bước lên. Con Ngân nó mỉm cười. Tôi không có mấy bạn bè, lần đầu tiên gặp cô giáo Nhi, tôi đã rất yêu quý cổ.
Tôi muốn mời cô chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong ngày sinh nhật của con trai tôi, cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Nói xong, nhân viên khách sạn đưa cho Nhi hai cái hộp màu đỏ và nói: nhờ cô mở cái hộp quà cho hai người. Nhi nhìn ánh mắt của con Ngân tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích, chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách. Tâm tình của Nhi tràn ngập đau đớn và phẫn nộ. Tóm lại, cái loại cảm giác này hành hạ cô khiến cho cô muốn phát điên lên. Nhi liếc mắt quay sang nhìn Quân, hàng lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại. Mãi một hồi lâu cô mới có phản ứng, vẻ mặt cố gắng bình thản để nhận lấy cái hộp quà trên tay người nhân viên. Giờ khắc này, trong lòng của Nhi đau đến quặn thắt. Cô mở hộp quà ra, là một cặp đồng hồ đôi. Nhi giơ ra trước mặt hai người. Quân Ngân mỉm cười, lấy đồng hồ từ trong cái hộp quà, nâng nhẹ tay Quân lên và nói: món quà này em đã đặt riêng cho vợ chồng mình. Em mong thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt của tụi mình. Em cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương mẹ con em. Từng giây từng phút trôi qua với em là những kỷ niệm đẹp em khắc sâu trong tim. Con đường phía trước còn dài, mình luôn yêu thương và trân trọng nhau như vậy nè, nghe anh. Nhi vẫn nhớ rõ, lúc chia tay với Quân, mỗi ngày đều giống như ngày tận thế. Quân ném bỏ mọi thứ vướng bận nơi hồng trần khổ ải này mà bước vào chốn thiên thai. Nhưng vì trong cơ thể mình có một hình hài bé nhỏ đang dần dần lớn lên mà Nhi phải lưu lại chốn này. Nhi vòng quanh suốt ngày ở trong trạng thái thất thần. Chỉ khi nghĩ đến anh là nước mắt lại trào ra. Cảm giác đó thật sự rất chua xót, cứ như một mũi dao nhọn, một dao lại một dao đâm sâu vào lòng ngực. Vậy mà bây giờ, ở trước mặt cô, một người từng chứng kiến những giây phút khổ ải đó của cô, đứng trước mặt người đàn ông cô yêu để nói mấy lời yêu thương vô tận. Đắng và cay, đan xen, khiến cho Nhi chỉ muốn bóp nát con Ngân nó ra thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ thì cô cũng hiểu vì sao con Ngân nó lại muốn mời Nhi đến bữa tiệc này. Nó muốn Nhi tận mắt chứng kiến cảnh nó hạnh phúc. Con người của nó thật là ghê tởm. Loại người bán đứng bản thân, cướp con, cướp bồ của bạn, nhưng vẫn mặt dày đứng đây nói những lời xến xúa này. Nhi tự hỏi, sau này quả báo nào mới dành cho nó? Mặc dù trong lòng biết thừa tất cả mọi thứ là do nó bày trò, nhưng giờ phút này đứng ở đây, chứng kiến cái cảnh này, tận tai nghe thấy những lời này, trái tim của Nhi vẫn không tránh khỏi đau đớn. Đau đến muốn dở thành trăm ngàn mảnh. Bàn tay cô cũng không kìm được mà siết chặt lại, khiến cho móng tay đâm vào bàn tay đau nhói. Nhi hít một hơi, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Gương mặt của Quân trước sau vẫn một vẻ lạnh băng. Nhi thấy khóe môi anh mấp máy như muốn nói cái điều gì đó, nhưng cuối cùng lại âm thầm thở hắt ra một hơi. Lúc anh đeo đồng hồ vào tay con Ngân cũng chỉ giống như cái kiểu đeo cho có. Xong việc, Nhi đi xuống sân khấu, mọi người vỗ tay chúc mừng rầm rộ cả căn phòng. Hưng đứng cạnh cô nói nhỏ: hình như vấn đề trao quà này không có trong chương trình, chắc chị ta lại bày vẽ ra rồi đó. Khóe môi của Nhi nở ra nụ cười gượng gạo. Để che giấu cảm xúc, Nhi liền cầm cái ly rượu vang uống một hơi thật dài. Trong nháy mắt, ly rượu đã cạn gần thấy đáy. Nhân viên phục vụ bước tới và rót đầy ly cho Nhi một ly rượu vang khác. Hưng quay sang nhìn Nhi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhi, em hơi uống cần hết cái ly rượu vang này hay sao? Do cổ họng của em hơi khô nên khát đó anh. Lúc uống rượu, Nhi cảm thấy vị ngọt lan tỏa, nhưng một lúc sau mới thấm cái cảm giác nóng như bị phỏng ở trong ruột và đầu óc có chút chích choáng. Thật sự tửu lượng trước bây giờ của Nhi không cao lắm, nên chỉ cần một hai ly là đã có dấu hiệu say rồi. Nhìn hộp quà Nhi chuẩn bị cho Lion để trong túi sách, đôi mắt của Nhi ráo quảnh nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm thằng bé. Nhưng lúc này, ánh mắt đó lại vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của Quân. Trong đôi mắt kia, bỗng trở nên dịu dàng và có chút đau đớn khi nhìn Nhi. Ánh mắt đó khiến người khác say lòng hơn cả rượu. Trời ạ, không lẽ Nhi say nhanh tới như vậy sao? Tự nhiên lại sinh ra ảo giác.
ánh mắt của anh làm sao có thể dịu dàng như ánh mắt ngày xưa được. Nhi vội vàng thu lại tầm nhìn của mình. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô Nhi ơi! Nhi cúi xuống nhìn Lion đang đứng bên cạnh mình. Thằng bé nở nụ cười rất ngọt ngào, ngọt đến mức ai nhìn thấy cũng phải mềm nhũn cả người. Tâm tình rối loạn kia của Nhi cũng bay sạch. Nhi cười tươi. Cô tìm Lion nãy giờ đó. Cô tìm con hả? Đúng rồi, cô có quà tặng con nè. Nói xong, Nhi lôi cái hộp quà trong túi xách ra đưa cho thằng bé. Lion thích thú nhìn cái hộp quà rồi đáp. Dạ, con cảm ơn cô. Hưng ngồi bên cạnh Nhi, thấy vậy cũng lôi hộp quà của mình chuẩn bị cho Lion đưa cho thằng bé. Còn đây là quà của chú Hưng tặng cho con. Chúc cháu trai của chú sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nghe. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, sao nhìn vẻ mặt không có thích thú bằng khi nhận quà của cô Nhi vậy? Chú thấy có sự phân biệt rồi đó nha. Lion không có trả lời, mà chỉ tủm tỉm cười nhìn Nhi và Hưng. Đang vui vẻ trò chuyện cùng thằng bé, thì con Ngân đi tới dẫn thằng bé đi mất. Ngồi một lúc thì Hưng rủ Nhi đi tới chỗ mấy người quen biết của anh ngồi cùng với họ. Nhưng Nhi không đi. Mấy kiểu cái xã giao với giới thượng lưu Nhi không có thích cho lắm. Vì đứng cùng với mấy người họ, Nhi thấy mình bị lạc lõng. Nhi viện cớ đi vệ sinh để từ chối anh. Sau đó chuồn ra ngoài cho thoáng. Bước ra khỏi phòng, gió lạnh ập tới, khiến người Nhi khẽ rung lên. Có lẽ là vì hồi nãy Nhi chỉ uống rượu mà không có ăn được bao nhiêu nên mới bị vậy. Nhi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế phía sau khuôn viên khách sạn, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ nước lung linh vô cùng. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua, thổi loạn tóc của Nhi, cũng thổi luôn tâm tư Nhi đến rối loạn. Lúc này, bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trầm thấp truyền đến. Nhi nhận ra đây là giọng nói của Quân. Cô bày cái trò gì trong bữa tiệc vậy? Giọng nói của Ngân vang lên. Em bày trò gì chứ? Anh nói gì em không hiểu. Đồng hồ. À, thì em muốn cho anh một bất ngờ thôi. Có gì mà anh phải cáu gắt lên với em như vậy? Hình như cô càng ngày càng đi quá giới hạn của mình rồi đó. Việc quan trọng như vậy mà cô dám tự ý làm mà không cần sự cho phép của tôi. Ủa, anh? Em thấy chuyện vợ tặng cho chồng cái đồng hồ nhân ngày kỷ niệm thì có gì mà to tát lắm đâu. Nhưng tôi không có thích. Giả lại tôi cũng không có thích xem cô diễn trò. Anh, dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của tụi mình. Không lẽ anh không để cho em làm một điều mà mình thích được hay sao? Với lại anh làm ơn tôn trọng em được không? Dù sao em cũng là vợ của anh, là mẹ của con trai anh đó. Là vợ của tôi sao? Ngay từ đầu cô thấy tôi có coi cô là vợ hay không? Nếu như không phải có Lion, thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Cô thừa biết điều đó mà. Nên đừng có mà đòi hỏi cái gì ở tôi. Cũng đừng có bày vẽ mấy cái yêu đương ngu xuẩn kia với tôi. Nhi nghe đến đây, chợt cảm thấy lạnh buốt hết cả người. Dưới ánh đèn, Nhi thấy mặt của con Ngân tái mét, tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Giọng con Ngân lúc này là chợt trở nên quỷ khuất và đáng thương hơn bao giờ hết. Mấy năm qua, việc gì em cũng nghe theo anh. Em luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, của một người mẹ. Nhưng còn anh thì sao? Từ lúc kết hôn tới bây giờ, anh chưa từng một lần ôm em, chưa từng nói một lời ngọt ngào với em như những người chồng khác vậy. Em biết, từ sau khi anh bị tai nạn, anh đã quên hết những gì mà chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm ngọt ngào và những lời yêu thương mình đã trao nhau. Nhưng em cũng là phụ nữ mà, cũng biết tủi thân và đau đớn chứ. Anh cứ đối xử với em như vậy, mọi người còn đồn tụi mình sắp ly hôn đó. Em không muốn để con trai mình nghe được những cái lời này, nên hôm nay mới phải bày ra cái cảnh hạnh phúc cho mọi người thấy. Với lại, tới giờ phút này, chúng ta có với nhau bằng một mặt con rồi, mà anh còn nói với em những cái lời như sát muối vào tim em vậy. Tôi nhắc để cho cô nhớ, cô có địa vị thế nào trong lòng của tôi, cô đừng có diễn trò và tự ảo tưởng sức mạnh nữa. Những lời cô nói hồi nãy trên sân khấu, tôi nhìn thấy cô giống như một con điên tự biên tự diễn lắm đó. Lúc đó nếu không có gì Lion, không có gì tất cả mọi người đang ở đó, thì tôi không có nhịn đến giờ phút này đâu. Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng mà lần sau còn có chuyện tự ý làm như vậy, thì đừng có trách tôi không có nể tình. Nói xong thì Quân bước đi, để mặc con Ngân nó đứng thẫn thờ ở đó.
Nhi cũng lờ mờ đoán được cuộc hôn nhân của nó và Quân không có hạnh phúc như nó tỏ ra, nhưng không ngờ nó lại thối nát như vậy. Những việc mà nó làm chỉ là nó tự biên tự diễn thôi. Quá ra, mấy năm qua nó sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Biết ở đời không có nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cười trên nỗi đau của nó như thấy xứng đáng lắm. Khi con Ngân nó xoay người định rời đi, thì không ngờ lại nhìn thấy Nhi, khiến bàn chân đang bước của nó khựng lại. Nó đi đến gần chỗ của Nhi nghiến răng. Mày đứng đây từ hồi nào? Ta đứng đây từ khi nào thì liên quan quái gì tới mày? Con Ngân hình như vẫn đang trong cơn điên, vì hồi nãy bị Quân nói nên bây giờ nó giận quá cắn bừa luôn. Có phải mày cố tình đi theo để nghe lén vợ chồng tao nói chuyện đúng không? À, thiệt là hay cái con điên này ha. Chuyện quái gì nó cũng nghĩ ra được. Không trách sao đến cái chuyện cướp con người khác trở thành con của mình nó cũng làm ra được. Mày có điên thì điên vừa phải thôi chứ. Còn để cho người khác điên chứ. Tao có rảnh háng đâu mà đi theo nghe lén vợ chồng mày. Hay là tại tao vô tình biết được sự thật chồng mày không có yêu mày nên mày sồn sồn lên với tao? Bị Nhi nói thẳng như vậy, sắc mặt của nó trở nên khó coi vô cùng. Nhưng nó vẫn mặt dày không thừa nhận. Mày biết gì mà dám nói chồng tao không yêu tao? Nếu như anh ấy không yêu tao mà lại cưới tao hả? Không lẽ lúc này đây Nhi lại nói giờ mày cướp con của tao nên mới ép được anh Quân cưới mày? Nhưng thôi, chờ khi nhận kết quả DNA Nhi tính sổ với nó sau. Nhi cười mỉa mai. Vậy mà tao vừa nghe anh Quân nói cái gì mà nếu không có Lion thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. À, vậy hóa ra tao nghe lầm. Nghe đến đây mặt của nó đằng đằng sát khí nhìn cô, gần như sắp không kìm được nữa nó gắt lên. Mày câm miệng lại cho tao. Mày bịa đặt chuyện cũng giỏi thiệt đó. Những chuyện mà mày nói về tình yêu của mày và Quân, có khi nào lúc đó mày nhớ lại những gì tao kể với mày về tình yêu của tao và Quân ngày trước không? Nếu thật thì đúng là mắc cười quá. Kể chuyện của mình mà cứ phải nghĩ tới người khác, đúng cái kiểu ức muốn học báo nhưng phải cười. Khi Nhi vừa dứt lời, đã gần như không kìm nổi tức giận. Gân ở trên trán của nó giật liên hồi rồi rít lên. Mày dám ở đây nói với tao những lời này? Mày nên nhớ, tao đang là vợ hợp pháp của Quân. Mày có thế nào thì mãi mãi thua tao mà thôi. Chưa hết đời chứ biết ai thua ai đâu. Sau khi nghe mày và Quân nói chuyện, tao còn đang nghĩ hay là Quân chưa có quên được tao nên mới không có thể mở lòng ra được với mày. Sau khi gặp lại Quân, tao chưa bao giờ chủ động lại gần anh ấy. Có điều, sau hôm nay thì tao phải nghĩ lại rồi. Tao thử chủ động lại gần anh ấy xem anh ấy có còn tình cảm với tao hay không nha. Sẵn tiện giúp mày kiểm chứng tình cảm luôn. Vì mày là bạn tốt của tao mà. Nhìn thấy mày u mê trong đau khổ, tao không có nỡ đâu, Ngân à. Mày dám? Dám chứ. Dám chứ sao không dám? Mày nghĩ sau cái Ngân ấy chuyện này mày làm với tao thì tới bây giờ tao còn kiêng nể mày hả? Nếu mày tự tin về tình cảm của mày và Quân thì đừng có tỏ vẻ ra sợ sệt như vậy chứ. Lần này con Ngân nó như phát điên lên vì bị Nhi nói trúng tim đen. Nó ngay lập tức giơ tay ra muốn tát Nhi, nhưng bị Nhi chặn lại. Tay cô tóm chặt lấy tay của nó. Cô nhìn thẳng vào mắt nó, nhấn mạnh. Những việc mày từng làm với tao, tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho mày. Cứ chờ đó đi. Nghe Nhi dọa như vậy, cái mặt của nó tái mét, ánh mắt thoáng lên tia sợ sệt. Nhi nghĩ tinh thần nó bây giờ chắc cũng đang bị lung lay. Nhi buông mạnh bàn tay của nó ra rồi bước đi. Sau đó, Nhi có ghé vào bữa tiệc chào tạm biệt Lion, rồi lấy cớ mình không khỏe để ra về trước. Hưng nói, để đưa em về. Dạ thôi, anh ở đây với mọi người đi, em đón taxi về được. Nhưng... Không sao, anh coi, mọi người đang ngóng chờ anh kìa. Hưng ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Được, vậy em về cẩn thận nghe, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Nói xong, Nhi xoay người bước đi thẳng ra ngoài cổng khách sạn. Nhi bút xe Grab nên phải đợi một lúc thì xe mới tới. Lúc Nhi về đến nhà trọ, vừa bước chân xuống xe đã thấy thằng Đức đứng ở ngoài gào lên. Cô có ra đây không? Gọi ngay con chị của cô ra đây để tôi nói chuyện cho rõ ràng. Không thì đừng có trách thằng này không có cho gặp mặt con. Ra đây! Nhi nhìn thằng Đức. Con mẹ nó chứ, cái thằng nó bị thần kinh mà. Nhà tắt đèn tối om, khóa cửa ngoài thì nó phải biết trong nhà không có người chứ. Nhi điên tiết đi lại gần nó rồi nói,
Mày bị thần kinh hả? Mày làm cái quái gì mà gào ầm ĩ trước cửa phòng của tao vậy? Thằng Đức vừa nhìn thấy Nhi liền lao tới. À, mày đây rồi con đĩ này. Tao hỏi mày, mày làm cái gì? Nói gì cái thằng khốn kia mà nó khiến tao mất việc vậy? Hả? Mày kiếp nhà mày chứ. Mày không kêu nó khôi phục lại công việc cho tao thì đừng có trách tao ác à. Nhi nhìn thằng Đức, nó đang nói cái quái gì mà Nhi không có hiểu. Cái gì mà Nhi nói, cái gì mà mất việc, cái gì mà khôi phục lại công việc. Mày thần kinh lắm rồi đó. Mày mất việc liên quan gì tới tao? Ai kêu mày thất đức, làm nhiều điều ác nên nghiệp quật mày đó cái thằng khốn nạn. Hai mắt thằng Đức lông sòng sọc. Mày còn già miệng cãi không có liên quan tới mày hả? Cái thằng hôm trước nó đánh tao để bảo vệ cho mày đó. Cái thằng đó là tổng giám đốc Đông Quân. Chính mày đã xui nó khiến cho tao bị mất việc đó. Mày còn cãi nữa đi. Tao đang không có hiểu cái hạng người như mày tại sao lại quen được một người như vậy. Đúng là chị nào em đó mà làm cái gì có bằng vốn tự có. Lời thằng Đức nói khiến tất cả mọi thứ xoay quanh Nhi như dừng lại trong giây lát. Ngay cả không gian hay thời gian cũng như ngưng động trong giây phút này. Dường như một lâu sau mới tiêu hóa nổi những lời thằng Đức nói. Tại sao Quân lại làm vậy? Anh làm vậy có phải vì Nhi không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô, nhưng cô không có tìm ra được câu trả lời, vì đâu anh còn nhớ cô là ai? Anh giúp cô chỉ đơn giản vì cô là cô giáo của Lion thôi hay sao? Phải mất chục giây sau, Nhi mới có thể khôi phục lại được trạng thái bình thường. Nhi nhìn thằng Đức, khóe môi nở một nụ cười. Quả báo dành cho mày tới sớm hơn tao nghĩ đó. Thằng Đức nghiến răng rít lên. Mày! Nói xong, nó định giơ tay lên đánh. Nhưng lúc này, Nhi lại không sợ sệt gì cả. Nhi quát lớn hơn. Mày định làm cái gì tao? Mày đánh tao hả? Tao đứng đây cho mày đánh đây nè. Mày nên nhớ, người ta có thể khiến cho mày mất việc được, thì cũng có khiến cho mày thân tàn ma dại luôn đó. Nghe vậy, cánh tay thằng Đức cũng chật khựng lại trên không trung. Hai mắt nó đảo qua đảo lại một vòng như đang suy nghĩ cái điều gì đó. Rồi cuối cùng hạ tay xuống. Chắc nó nghĩ Nhi và Quân thân thiết với nhau nên nó mới sợ như vậy. Sau cùng, nó chỉ thẳng mặt Nhi cảnh cáo một câu rồi bỏ đi. Mày được lắm con Tranh à. Nếu như mày mà không kêu cái thằng đó khôi phục lại công việc cho tao thì con em gái của mày cả đời đừng có mong sống yên thân với tao. Sau khi thằng Đức đi khỏi, Nhi mới thở phào một hơi rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Cả đêm đó, cô trằn trọc mãi, phần vì mong ngóng kết quả xét nghiệm ngày mai, phần vì câu chuyện giữa Quân và con Ngân, phần vì những lời thằng Đức nó nói. Mọi thứ cứ rối như tơ vò trong đầu của cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Nửa Đoạn Duyên, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 11.